Thưa quý vị, thưa các bạn, logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể của nền kinh tế, đóng vai trò hỗ trợ kết nối và thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội của cả nước, cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ngành dịch vụ logistics đang phát triển nhanh và mạnh theo sự tăng trưởng của xuất nhập khẩu, cũng như dịch vụ bán lẻ, phân phối. Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện dịch vụ, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần cắt giảm chi phí, giá thành, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Mở cửa thị trường lĩnh vực dịch vụ logistics trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA không quá xa so với cam kết của Việt Nam trong WTO và cơ bản là phù hợp với các quy định pháp luật và chính sách hiện hành. Riêng đối với dịch vụ logistics, các hiệp định này có thể tác động tới triển vọng phát triển ở các khía cạnh, gồm cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực vận tải và phục vụ vận tải, và cam kết trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến dung lượng thị trường dịch vụ logistics trên các góc độ quy mô do tăng nguồn cầu dịch vụ, chất lượng dịch vụ, nhu cầu mở rộng công suất, đầu tư và thực hiện dịch vụ. Trong cả hai khía cạnh này, cơ hội và thách thức đều khá lớn trong bối cảnh doanh nghiệp logistics nội địa có sức cạnh tranh không cao. Chúng ta bên cạnh cái lợi thế sẵn có về hạ tầng, đấy, cũng như là các tập quán ở trong Việt Nam thì nếu như chúng ta cải thiện được cái chất lượng về trên cái nền tảng công nghệ thông tin cũng như là cái cách thức làm việc hướng về khách hàng, cải thiện quy trình thì tôi tin rằng là các doanh nghiệp Việt Nam là sẽ chiếm lĩnh được thị trường ở trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay. Tại Việt Nam, logistics được phát triển từ những năm 1990. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, logistics đã phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế. Đến nay, hệ thống chính sách pháp luật về logistics ngày càng được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng logistics trong những năm qua đã có những chuyển biến rõ nét. Dịch vụ logistics của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, đạt từ 12% đến 14%. Tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ logistics đạt khoảng 60 đến 70%, đóng góp khoảng 4 đến 5% GDP. Ta biết rằng logistics là một cái chuỗi hoạt động nó trải dài qua nhiều cái công đoạn khác nhau, từ vận tải cho đến giao nhận cho đến lưu trữ kho bãi và các cái hoạt động mang lại giá trị gia tăng khác. Thế thì chuyển đổi số ở đây nó sẽ giúp cho cái chuỗi logistics thứ nhất là được vận hành một cách thông suốt, an toàn. Thứ hai là nó giúp gia tăng cái năng suất và đảm bảo cái chính xác. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, ngành logistics Việt Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là chi phí dịch vụ logistics ở nước ta còn khá cao, làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nói riêng và sức cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam nói chung. Nguyên nhân cơ bản là do công tác quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực vẫn còn chưa có sự kết nối chặt chẽ với nhau, cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại, công nghệ thông tin còn hạn chế, việc kết nối với các nước trong khu vực còn chậm, sự kết hợp giữa thương mại điện tử và logistics chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam vẫn còn chưa cao so với các nước trong khu vực và thế giới, chưa có các doanh nghiệp lớn cung ứng đồng bộ các dịch vụ logistics, nguồn nhân lực cho hoạt động còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong những năm qua thì cái ngành logistics Việt Nam đã có những cái bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên là xét về cái chi phí logistics của nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang rất cao. Chi phí logistics cao đã ảnh hưởng rất lớn tới cái năng lực cạnh tranh của các cái doanh nghiệp và cái sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Cho nên cái yêu cầu rất là quan trọng trong thời gian tới là phải tiếp tục có những cái cải cách mạnh mẽ về cái thủ tục hành chính trong cái lĩnh vực này để giảm cái chi phí tuân thủ cho các cái doanh nghiệp và tăng cường cái sự minh bạch. Bên cạnh đó thì cũng phải có những cái biện pháp để thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng cho ngành logistics. Về phía doanh nghiệp ấy, cũng mong muốn là có cái sự hỗ trợ của chính phủ, của các bộ ngành, nhất đặc biệt là về cái việc kết nối giữa các doanh nghiệp tạo ra một cái chuỗi các dịch vụ thì mới được. Chứ thực tế ra bây giờ thì có một số hiệp hội đã hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhiều, nhưng tuy nhiên thì cái sự kết nối các doanh nghiệp với nhau vẫn mang tính chất là đơn lẻ, chưa có cái đồng bộ, rất cần có những cái bến bãi, rất cần những cái đơn vị mà kết hợp được cái việc khai thác cùng cái hệ thống của các kho tàng tại các tỉnh thì mới giảm được cái chi phí logistics. Cái thứ hai nữa là cái phần các cái chi phí phụ thu bây giờ quá lớn, ví dụ như chi phí cầu đường rồi các cái chi phí nguyên nhiên vật liệu rất cao, nên đấy là cái mà cấu thành lên cái giá thành để đội cái chi phí logistics lên.
Xác định rõ những thời cơ, thách thức hiện nay và những năm tiếp theo, nhận thức rõ vai trò của ngành logistics, Chính phủ đề ra những yêu cầu rất cụ thể đối với ngành dịch vụ quan trọng này, trong đó có yêu cầu phải giảm chi phí logistics để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa và nền kinh tế. Thêm vào đó, Việt Nam cần phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược, tăng cường kết nối để đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics quan trọng trong khu vực, tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics về số lượng, quy mô, có năng lực cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế. Những cái gì mà chúng ta có thể làm ngay được thì chúng tôi cho rằng đó là những cái gì liên quan đến vấn đề về hạ tầng mềm hoặc là liên quan đến những cái kết cấu mềm. Chẳng hạn như những cái cải thiện liên quan đến lĩnh vực như là kiểm tra chuyên ngành chẳng hạn, thì là đấy là cái lĩnh vực mà chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được ngay. Hay là vấn đề về nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dịch vụ logistics thì đấy cũng là những cái mà chúng ta có thể làm khá là sớm. Đặc biệt là vấn đề về chuyển đổi số, thì chuyển đổi số đang là một cái xu hướng và nó cũng sẽ giúp ích, giúp góp phần cho cái việc gia tăng cái năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dịch vụ và làm sẵn sàng cho các doanh nghiệp dịch vụ gia nhập vào cái chuỗi cung của toàn cầu. Đồng thời thì cũng sẽ cắt giảm cái chi phí về logistics. Thế thì tôi nghĩ rằng những cái gì mà thuộc về vấn đề về kết cấu mềm, hạ tầng mềm thì hoàn toàn có thể được thực hiện sớm. Về nhóm giải pháp phát triển doanh nghiệp logistics, Bộ Công Thương sớm xây dựng các gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp về các vấn đề chính sách và thực thi các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA và sắp tới là hiệp định đối tác toàn diện khu vực ASEAN và các nước đối tác RCEP. Sớm hoàn thành việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics, chỉ rõ điểm nút trong chi phí logistics để tập trung phát huy nội lực, tận dụng cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế và của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm tạo đột phá trong phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam.